Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Sáng hôm nay thì em đưa tiếp tục đưa lên tất cả các lô hàng mà chiều hôm qua em vừa mới đưa về và đã phân theo lô của chiều hôm qua là đã chốt hết rồi. Thì như kiểu mà hôm qua là tập 1, bây giờ là tập 2 đấy. Tức là tiếp tục em phân theo từng lô một để mọi người chốt tiếp. Ai chọn được lô nào thì mọi người hãy đăng ký và gọi điện về theo số 0327440678 để được chốt lô hàng đẹp nhất mọi người nhé. Xin nhắc lại là 0327440678. Sáng hôm nay thì gồm có là một lô combo 5 loại sóc giáng hương tam bảo sắc, nhất điểm hồng, báo hỷ, hải âu và đúng rồi, hải âu. Nhá. Rồi là trâu, có trâu mẹ con, trâu lá cứng xếp, trâu lá dài và có quế tím, có bạch ngọc, hải âu đấy và giáng hương tam bảo sắc, có cả trâu nguyên bản mọi người nhá. Sau đây thì em xin đi theo từng lô một để mọi người có thể là lựa chọn để chốt nhá. Lô thứ nhất là một lô combo. Lô combo đây mọi người nhé. Sóc này, cây rất là to này. Lô combo đấy. Sóc, giáng hương tam bảo sắc, hải âu, bạch ngọc đấy và nhất điểm hồng, báo hỷ. Lô combo này cũng có 300k thôi ạ, 5 loại nhá. 300k. H2. H2 là một mẹ một con rất là to mọi người nhé. Một mẹ một con rất là to, cực đẹp luôn nhá. Bốn cặp lá nhá, bốn cặp lá, một mẹ một con, bốn cặp lá mọi người nhá. Đây, một mẹ một con, bốn cặp lá này. Rất là to luôn. Bản lá 6 sen, bản lá 6 sen mọi người nhá, bản lá 6 sen, lá rất là cứng, rất là cứng. Một mẹ một con rất đẹp mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đây, một mẹ một con rất là đẹp nhá. Ai chốt con này một mẹ một con bốn cặp lá này với giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000. H2. H2 là 2.500.000 mọi người nhá. Đây. H3. H3 là một con nguyên bản. Nguyên bản nhá. Lá dài cứng, lá dài nhưng mà lại cứng nhá. Chứ không phải là lá ngắn cứng đâu, lá dài cứng. Một con nguyên bản này 3,5 cặp lá với giá là 500.000 H3. H4. H4 là một cặp lá mít. Cặp lá mít rất là đẹp nhá. H4 một cặp lá mít rất đẹp này. Cặp lá mít tuyệt vời luôn mọi người nhá. Đây. Đây cả cặp lên cho mọi người xem nhá. Rất là to. Cặp lá mít rất đẹp. Cặp lá mít H4 này có giá là 600k mọi người nhá. 600k H4 này, cặp lá mít này. 600k. H5. H5 là một lô nguyên bản gồm có 5 khúc nguyên bản mọi người nhé, 5 khúc nguyên bản này. Một này. Đây. Lá mít rất đẹp này. H5 đấy. H5 rất là đẹp luôn. Đây. Ở đây. Chỉ có một khúc này. Một khúc này là khúc nhỏ thôi mọi người nhé. Một khúc này là khúc nhỏ nhé. Nói trước cho mọi người biết là một khúc này khúc nhỏ. Còn bốn khúc này rất là đều. Bốn khúc này rất là đều nhá. Tổng toàn bộ là 5 khúc. 5 khúc nguyên bản này có giá là 500k. 5 khúc nguyên bản này có giá là 500k H5 nhá. H6 là hai cây lá xếp cứng rất đẹp mọi người nhá, hai cây lá xếp cứng rất đẹp luôn. Đây. Bản lá đây. Rất là đã luôn nhá. Đây. Một cây. Hai cây. Đây mọi người nhé, đấy bản lá đấy, hai cây lá xếp cứng rất đẹp luôn nhá, đây lá rất cứng đẹp nhá, tuyệt vời luôn mọi người nhé, đấy, hai cây đấy, cây này là chỉ có con sâu nó một tí tẹo ở đây thôi, không ảnh hưởng gì, một đầu lá này không ảnh hưởng gì hết, cây vẫn rất là đẹp nhá, đấy hai cây này lá xếp cứng rất là to nhá. Một này,
2 này, gần 3 găng tay của em, tức là gần được 60 cm, được 50 cm rồi đấy. 50 cm. H6 này có giá là 900k cặp này nhé, 900k H6 cặp lá xếp này, hai cây lá xếp này, rất đẹp luôn. H7, H7 là 5 cây xếp này, cũng rất là đẹp nhá, lá rất là tròn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, 5 cây rất là đều, 5 cây rất đẹp nhá. H7 5 cây này 500. H8, H8 cũng là 5 cây. Rất đẹp mọi người nhá. Đấy, 5 cây này. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp nhá. Đây. 5 cây rất đẹp. H8 5 cây này cũng có giá là 500. H8 nhá. 5 cây này 500, cây to không phải nhỏ đâu nhá. H9. H9 là một lô này 7 cây, cây nhỏ hơn cái lô này một chút nhá, 7 cây. 7 cây H9 này. 7 cây này 500, H9 đây. Lá này nhá. 7 cây này 500. H9. 7 cây 500. H10. H10 là 11 cây. Lá xếp mít rất đẹp nhá. 11 cây lá xếp mít rất đẹp này. Lá xếp thôi nhá. Xếp cứng nhá. Cùng có một cây là lai láng lá mít một chút thôi, một số cây. Đây, lá xếp ngắn cứng rất đẹp nhá. 11 cây này 500. H10. H11. H11 là 10 cây. 10 cây này. Lá cứng ngắn tròn rất đẹp nhá, lá cứng ngắn rất đẹp nhá. Đấy, tổng toàn bộ là 10 cây như một luôn nhá. 10 cây như một luôn, đều 11. H11 10 cây này 500. H12. H12 là 9 cây. 9 cây này. Cũng rất là đẹp. Đấy, 9 cây này, lá tròn xoe luôn nhá. Đấy, tổng toàn bộ là 9 cây tất cả. 9 cây tròn lá mít nhá. 9 cây này 500, H12. H12, 9 cây này 500. H13. H13 là một lô giống. H13 là một lô giống này. Lô giống rất là đẹp mọi người nhá, nhìn ở trong lòng bàn tay của em này, nó từ đầu ngón tay này đến chỗ này. Tức là nó cũng rất là to, không phải là nó nhỏ lắm nhá. Không phải là nhỏ lắm đâu. Đấy, mọi người xem đều như nhau hết nhá. Đều như nhau hết đây. Đấy, có cây thì dài hơn một chút, có cây thì ngắn hơn một chút thôi. Đấy. Đấy. Tổng toàn bộ là 30 cây giống này. 30 cây này 500, H13. 30 cây giống nhá. 30 cây 500. H14. H14 là một lô rất là đẹp nhá. H14 một lô này rất là đẹp luôn. Cực đẹp luôn mọi người nhá. Đây. H14 này. Cây nào cũng đẹp hết nhá. 10 cây như một nhá. 10 cây này 500. H14 10 cây 500. H15. H15 là 11 cây. 11 cây. Rất đẹp luôn nhá mọi người nhá. Rất đẹp luôn. 11 cây. 11 cây lá ngắn. Lá ngắn nhá. Cứng. 11 cây 500. H11 500. H12. À, H15 xin lỗi ạ. H15 11 cây. Còn đây H16. H16 là 10 cây. 10 cây nhá. 10 cây rất là đẹp. Đây, cây rất là to mọi người nhá, rất là to. Đấy. Cây nào cũng giống như cây nào cả. Tổng toàn bộ là 10 cây. H16 10 cây này 500. H17. H17 là 5 cây, cây rất to mọi người nhá, rất là to. Rất là to nhá, lá rất là cứng này. Lá rất là cứng luôn. Đấy, cây này đây. Đây mọi người xem. Đấy, rất là đã luôn, lá này. Tổng toàn bộ là 5 cây, cây rất to mọi người nhá. Đây, xem mọi người xem nhá. Rất là to. H17 này 5 cây này 500. H17 5 cây này 500 nhá. H18. H18 thì 3 cây xếp rất to luôn. 3 cây là xếp rất đẹp nhá. Đây. Rất đẹp, cây rất to mọi người nhá. 2 cây này. Đây.
Cây này chỉ bị con sâu nó cắn cái lá lá dưới một tí tẹo ấy thôi nhá. Đấy, nói trước cho mọi người biết. Đây, ba cây này. Cây này cũng rất là khủng luôn này. Bản lá đây. Đấy, ba cây H18, ba cây này có giá là 450. H18, ba cây này có giá 450 nhá. H19, 7 cây lá dài. 7 cây lá dài. Lá dài nhưng mà cứng nhá, không phải là lá lướt đâu mọi người nhá, lá dài cứng. Lá dài cứng thôi nhá. 7 cây. Đây. Bảy cây rất là to nhá. Bảy cây có giá là 500. H19. H20. H20 là một lô quế tím. Cây rất khủng mọi người nhá. Quế tím cây rất khủng. Cây rất là to luôn. Đây, mọi người biết này. Đấy, cây này. Xòe cái bàn tay ra cả nhá. Đây, tổng toàn bộ nó như nhau hết. Lô quế tím đều răm rắp luôn mọi người nhá. 17 cây 350k. H20. H20 là 17 cây 350k nhá. H21. H21 là một lô hải âu hay còn gọi bạch ngọc ấy. Hải âu hay còn gọi bạch ngọc ấy, một lô này gồm có là 13 cây, 13 14 cây, 15 cây. Cây rất là to này, rất là to nhá. Rất là to luôn mọi người nhá. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Tổng toàn bộ một lô to như thế này. Một lô to như thế này nhá. Chỉ có 250k lô bạch ngọc này. Hải Âu, bạch ngọc. H21, H22 là một lô giáng hương tam bảo sắc. 15 ngọn tất cả nhá. 15 ngọn giáng hương tam bảo sắc rất là to, rất là dài. Đây, quay lên cao để cho mọi người xem. 15 ngọn tất cả. Có giá là 350k. Giáng hương tam bảo sắc nhá. 15 ngọn nhé. H22. H23 là hình này là một mẹ một con. Một mẹ một con nhá. Trâu một mẹ một con mọi người nhá. Đây. Cây mẹ đây 1 2 2 cặp lá rưỡi. Cây con cũng hai cặp lá rồi mọi người nhá. Cây con cũng hai cặp lá. Một mẹ một con. Đấy. Nó có thế cũng rất là hay nhá. Rất là hay luôn. Một mẹ một con này cũng rẻ thôi. Có giá là 450k thôi mọi người nhá. H23 450k thôi, một mẹ một con này. Đấy là tổng toàn bộ tất cả hàng sáng hôm nay em đưa lên. Mọi người nhá. Ai chốt được lô nào thì mọi người hãy gọi điện thoại theo số 0327440678. Xin nhắc lại là 0327440678 mọi người nhá. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người clip sau nhá. Xin chào thân ái ạ.